bố mẹ Đăng Khôi đã bên nhau tròn 40 năm. Thành quả của cuộc hôn nhân hạnh phúc là hai cậu con trai Khôi Ngô, Tuấn Tú, Đăng Khôi, Đăng Nguyên. Nhưng dịp này Đăng Khôi ngỏ ý thực hiện bộ ảnh kỷ niệm cho song thân. Sợ bố mẹ ngại ngùng nên anh vũ em trai chụp ảnh gia đình ba thế hệ theo phong cách ảnh cưới. Bố mẹ Đăng Khôi đã bên nhau tròn 40 năm. Thành quả của cuộc hôn nhân hạnh phúc là hai cậu con trai Khôi Ngô, Tuấn Tú, Đăng Khôi, Đăng Nguyên. Nhưng dịp này đang khôi ngỏ ý thực hiện bộ ảnh kỷ niệm cho song thân. Sợ bố mẹ ngại ngùng nên anh vũ em trai chụp ảnh gia đình ba thế hệ theo phong cách ảnh cưới. Nhìn bố mẹ gắn bó hạnh phúc sau hàng thập kỷ chúng tôi cảm thấy rất xúc động. Bố mẹ yêu nhau giản dị, chẳng câu nệ lễ nghĩa hay phải bày vẽ làm gì hoành tráng vào những dịp kỷ niệm. Chúng tôi phải thuyết phục mãi bố mẹ mới đồng ý làm bộ ảnh gia đình đặc biệt, đăng khôi nói nhìn bố mẹ gắn bó hạnh phúc sau hàng thập kỷ chúng tôi cảm thấy rất xúc động bố mẹ yêu nhau giản dị chẳng câu nệ lễ nghĩa hay phải bày vẽ làm gì hoành tráng vào những dịp kỷ niệm chúng tôi phải thuyết phục mãi bố mẹ mới đồng ý làm bộ ảnh gia đình đặc biệt đăng khôi nói mẹ đăng khôi từng lâm bệnh nặng nhưng may mắn qua khỏi hôm nay cả nhà mình đều đẹp đều hạnh phúc đến bây giờ khi đã làm vợ là mẹ tôi mới thấm thía hạnh phúc gia đình là điều quan trọng nhất ngoài kia có sóng gió vẫn có gia đình để tìm về. Chỉ mong cả nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười, bố mẹ sẽ còn nhiều dịp kỷ niệm này cưới bên các con, Thủy Anh tâm sự. Mẹ đang khôi từng lâm bệnh nặng nhưng may mắn qua khỏi. Hôm nay, cả nhà mình đều đẹp, đều hạnh phúc. Đến bây giờ khi đã làm vợ, làm mẹ tôi mới thấm thía hạnh phúc gia đình là điều quan trọng nhất. Ngoài kia có sóng gió vẫn có gia đình để tìm về. Chỉ mong cả nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười bố mẹ sẽ còn nhiều dịp kỷ niệm ngày cưới bên các con thủy anh tâm sự thủy anh đang khôi mặt lại trang phục cưới chụp ảnh cùng hai cậu con trai đôi vợ chồng bồi hồi ôn cảm xúc về ngày trọng đại của họ nhiều năm trước thủy anh đang khôi mặt lại trang phục cưới chụp ảnh cùng hai cậu con trai đôi vợ chồng bồi hồi ôn cảm xúc về ngày trọng đại của họ nhiều năm trước em trai đăng khôi đăng nguyên và vợ tạo dáng tình tướng đăng nguyên từng là hot boy nổi tiếng anh hiện làm kinh doanh. Em trai Đăng Khôi, Đăng Nguyên và vợ tạo dáng tình tứ. Đăng Nguyên từng là hot boy nổi tiếng. Anh hiện làm kinh doanh. Đăng Nguyên bên vợ và ba con. Đăng Nguyên bên vợ và ba con. Có các con và các cháu bên cạnh bố mẹ Đăng Khôi thấy thoải mái, tự nhiên hơn khi đứng trước ống kính. Có các con và các cháu bên cạnh bố mẹ Đăng Khôi thấy thoải mái, tự nhiên hơn khi đứng trước ống kính đại gia đình đang khôi quay quần ấm cúng mừng kỷ niệm ngày cưới bố mẹ. Đại gia đình đang khôi quay quần ấm cúng mừng kỷ niệm ngày cưới bố mẹ. Hương Giang,